Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua máy lọc không khí nhá thì các bạn có thể tham khảo qua tại Cellnet. Hiện tại thì Cellnet đang bán một số các sản phẩm máy lọc không khí đến từ các thương hiệu ví dụ như là Vsmart này, Xiaomi, LG, Kowei, Blue Air vân vân, rất nhiều này. Đấy, giá thì ví dụ như là với máy lọc không khí của Vsmart thì giá chỉ tầm khoảng 2 triệu thôi, hay là máy lọc không khí của Xiaomi thì nó tầm khoảng dưới 3 triệu này. Đấy. Và nếu mà các bạn hỏi là thế bây giờ nếu mà mua máy lọc không khí mà sau này muốn thay lõi lọc thì sao, thì cũng rất là đơn giản thôi, Cellnet cũng sẽ bán lõi lọc luôn cho các bạn. Đấy, ví dụ như là một cái lõi lọc không khí của một cái máy Xiaomi thì nó sẽ rơi khoảng 700-690 nghìn. Thì tất cả thông tin mình đã để ở phía dưới phần ghim comment của video này rồi. Đấy, mua máy lọc không khí thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta sẽ cải thiện được cái chất lượng không khí bên trong gia đình này, rồi là loại trừ được cái bụi mịn PM2.5 cái thứ này vân vân, xong rồi cho chúng ta một cái không gian nó cũng sạch sẽ hơn. Đấy rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến với bạn Tuyên Nguyễn, bạn hỏi là: anh Dương ơi, iPhone nào đáng mua nhất bây giờ? Mở ngoặc là chỉ iPhone mới full box. Chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe. Rồi, nếu mà iPhone mới mà lại là full box ấy, thì ở Việt Nam bây giờ là còn bán một số các sản phẩm thì mình sẽ phân tích như sau này. Đầu tiên là với những sản phẩm mức giá ngang nhau đi, iPhone 10R với iPhone SE thì mình sẽ nghiêng về iPhone 10R nhiều hơn. Đấy. Giờ là cái tầm giá của iPhone 11 với 12 mini thì thực ra là nếu mà tiết kiệm thì mình sẽ mua 11, nhưng mà nếu mà là mình thì mình vẫn nghĩ là mình sẽ mua 12 mini, bởi vì thiết kế nhỏ gọn hơn, cầm nắm dễ dàng hơn, màn hình 12 mini đẹp hơn đấy nhá, tấm nền xịn sò hơn nhiều và mật độ đồ ảnh cũng tốt hơn nhiều, hiệu năng 12 mini tốt hơn, camera 12 mini cũng ngon hơn, đúng không ạ, thua mỗi pin thôi, và 12 mini có 5G hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Đấy, thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ giữ quan điểm là mua 12 mini. Còn giữa iPhone 12 và 13 mini thì mình nghĩ là mình sẽ mua 13 mini. Đấy. Giữa cái iPhone 12 Pro với 13 Pro thì chắc chắn là mình sẽ mua 13 Pro vì giá lệch nhau không nhiều. Hay là 12 Pro Max với 13 Pro Max thì mình sẽ mua 13 Pro Max. Còn cái sản phẩm iPhone mà mình nghĩ là xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra nhất bây giờ nếu mà xét trên tham chiếu hàng mới nhé, thì đó là cái iPhone 13. Bởi vì là iPhone 13 nó lệch giá không nhiều so với iPhone 12. Lệch giá không nhiều. Đấy, mà nó hơn rất là nhiều thứ, từ hiệu năng, từ camera, từ pin, từ độ sáng màn hình, đúng không ạ? Tiếp tục nữa là nếu mà chúng ta lên cái iPhone 13 Pro thì giá nó đắt quá. Đấy, lên 13 Pro Max giá nó cũng đắt quá. Vậy nên là mình nghĩ là xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra nhất thì chắc là đợt này chắc là iPhone 13 sẽ là hợp lý. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Nguyễn Đình Triều bạn hỏi là: chào anh Dương, hiện tại em đang cần một chiếc điện thoại tối ưu về chiến game nhất, pin trâu, màn đẹp, giá cả không phải vấn đề, mong anh tư vấn. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, thế thì mình sẽ đưa ra đây cho bạn hai cái sự lựa chọn nhé. Thứ nhất, đó là mình nghiêng về Red Magic 6, chứ phải 6R đâu, vì 6 nó có pin trâu hơn. Red Magic 6 thì về cơ bản là chip thì cũng là 888 rồi, mình không cần phải lên 888 cộng hay như nào cả. Đấy, sạc rất nhanh, màn hình tần số quét cao, loa rất to, có quạt tản nhiệt gió và đặc biệt là con này chơi nó khá là mát. Đấy, vậy nên là nếu mà Android thì hiện tại là mình nghiêng về con đó. Thực ra là cũng không cần phải cố lên nữa đâu. Nhưng iOS thì nếu bởi vì bạn bảo bạn không quá quan trọng về tiền mà, đúng không nào? Thì bạn hoàn toàn có thể mua hẳn 13 Pro Max về để chơi game. 13 Pro Max về chơi game ngon lắm. Đấy. Và đặc biệt nữa là nếu mà bạn mua thêm một cái quạt tản nhiệt sò lạnh ấy, bạn lắp vào cái 13 Pro Max ấy, thì còn tuyệt vời nữa. Bởi vì là cái mặt lưng của 13 Pro Max nó rất là phẳng, nó lắp cái quạt tản nhiệt sò lạnh và nó cực kỳ dễ. Đấy. Thì mình nghĩ là nếu mà như thế này thì là hợp lý nhất này. Mua iPhone 13 Pro Max và quạt tản nhiệt sò lạnh về, ui dồi, chơi tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Nó pin trâu này, màn đẹp, giá cả lại không phải vấn đề nữa, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Ngọc Tân bạn hỏi là: cho em hỏi là S10 cộng ra mắt đầu năm 2019, cũng được thời gian dài rồi, em khá ngại khoản màn hình nó hỏng, nhưng lại thích độ phân giải cao cùng với màn hình cong, còn hiệu năng và 5G thì có thể bỏ qua. Vậy có nên mua S10 cộng hay không, hay là mua máy mới? Thực ra là mình thấy là đúng thật là cái màn hình AMOLED ấy thì nó có hiện tượng bị già màn theo thời gian, nghĩa là cái màn hình dùng càng lâu thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp. Không phải mỗi AMOLED đâu mà kể cả IPS cũng thế, nhưng mà rõ ràng là AMOLED thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Đấy, thế thì nếu mà bạn lo ngại cái vấn đề này thì bạn hoàn toàn có thể nghĩ sang những sản phẩm hàng mới tinh. Bởi vì là nói gì nói, mua một sản phẩm hàng mới tinh thì ít nhất nó cũng sẽ có độ bền nó nhỉnh hơn tầm khoảng 2 năm, đúng không ạ? So với cái S10 cộng. Đấy, thì bạn có thể cân nhắc là Realme GT Master Explore với con chip là Snapdragon 870. Con chip này thậm chí còn mạnh hơn cái S10 cộng, bạn có thể dùng lâu dài hơn. Và màn hình của nó vẫn là màn hình cong,
bạn vẫn có thể có những cái trải nghiệm chơi game rất là tốt và sạc của nó thì lại sạc siêu nhanh. Đấy thì bạn có thể nghiêng sang những cái sản phẩm đó. Hoặc là bạn có thể, nếu mà bạn bảo là lên đến tầm giá đó thì lại là 10 triệu rưỡi rồi, em lại chỉ muốn tầm khoảng 8 triệu rưỡi giống như kiểu là cái S10 cộng thôi, thì bạn có thể cân nhắc một cái sản phẩm kiểu như là Xiaomi 11 Lite 5G NE, hoặc là đúng rồi, Xiaomi 11 Lite 5G NE đấy, chip 778 thì nó cũng phải ngang với 855 đấy. Đấy, kiểu như thế. Thì bạn có thể cân nhắc nhé. Và màn hình của nó cũng là màn hình Xiaomi 11 Lite 5G NE không có màn hình cong, xin lỗi. Chúng ta phải đến kiểu như là Xiaomi CV cơ thì nó mới có màn hình cong. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, bạn Châu Nguyễn bạn hỏi là xin tư vấn cho con dùng chip Snapdragon 780 nào ổn về giá và hiệu năng, nhu cầu là xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh, không game nặng. Chip 780 thì chỉ có duy nhất một con ở trên thế giới này sử dụng. Đó là con điện thoại Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Đấy, Mi 11 Lite 5G. Bởi vì sau này khi mà Qualcomm họ thiếu nguồn cung về cái con chip Snapdragon 780 này ấy, thì họ đã đổi thành cái con chip 778 rồi. Đấy. Thì về cơ bản là Xiaomi Mi 11 Lite 5G nó là một sản phẩm có khả năng xem phim tốt với màn hình AMOLED 90Hz, nghe nhạc không phải quá hay nhưng mà nghe nhạc được, và chụp ảnh thì nó ở mức độ ổn thôi. Bạn không game nặng thì bạn cũng không cần quá quan tâm đến cái cấu hình của nó, nhưng mà cấu hình của nó thuộc dạng tốt đấy, ngang với chip 855 đấy. Thế thì nếu mà bạn không quá lăn tăn với con chip 780 mà bạn có thể lựa chọn những sự lựa chọn khác, 778 chẳng hạn, thì bạn sẽ có nhiều những sự lựa chọn khác hơn, ví dụ như là Xiaomi CV này, hay là bạn có thể lựa chọn Xiaomi 11 Lite 5G NE thay thế cho Mi 11 Lite 5G, bởi vì là Mi 11 Lite 5G bây giờ có thể là bạn sẽ chưa chắc đã lựa chọn được đâu. Đấy thì bạn cũng cần phải cân nhắc cái điều này, được chưa? Còn nếu mà chỉ bó hẹp quanh đúng một con chip như này thì nó cũng chỉ có đúng một dòng sản phẩm là có con chip này thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Đinh Nhất. Bạn hỏi là anh Dương ơi, em có khoảng 8 triệu thì nên mua smartphone nào màn hình bé, cả cũ lẫn mới, sách tay chính hãng đều được. Nhu cầu của em là dùng để 3 đến 4 năm chơi game nhẹ. Camera không cần đẹp đâu, hỗ trợ công việc trừ iPhone anh nhé. Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Nghĩa là nếu mà trừ iPhone ra thì hỗ trợ lâu dài thì mình nghĩ là chắc là chỉ có nghĩ đến những sản phẩm của Google Pixel thôi. Đấy. Google Pixel thì nếu mà Google Pixel 5 thì lại chưa đủ tiền. Google Pixel 4 thì lại hơi thừa tiền. Đấy. Nhưng mà Google Pixel 4 ấy thì là một sản phẩm màn hình bé này. Chơi game nhẹ nhàng được. Camera của nó rất là ổn mặc dù bạn không yêu cầu. Đấy, hỗ trợ công việc được và nó không phải là iPhone. Còn lại thì bây giờ 8 triệu bạn chưa mua được Xiaomi CV. Thực ra là mình rất là thích cái con Xiaomi CV đấy, bởi vì là cầm nắm nó rất là gọn nhẹ. Đấy. Nhưng mà nếu mà bạn không thích thì bạn thích nó bé nữa thì bạn cũng có thể tham khảo qua những sản phẩm như là Galaxy S10e mà bạn vẫn có thể tiết kiệm được tiền. Mà không nhất thiết phải cần đến 8 triệu đâu, màn hình bé đấy. Đấy thì có mấy con như thế, Pixel 4 này hoặc S10e này. Còn tất nhiên nếu mà mình thì mình nghĩ là mình sẽ nghĩ là thay là cố lên hẳn Pixel 5, nhưng Pixel 5 thì nó đắt quá. Nó đắt hơn nhiều so với mức 8 triệu. Đó, được chưa? Rồi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Nguyễn, cũng là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Bạn hỏi là cho em hỏi 4 đến 6 triệu thì mua điện thoại nào chụp ảnh đẹp, màn hình AMOLED, có loa kép, em cảm ơn. Nếu mà như thế này thì mình nghĩ đến Realme Q3 Pro. Realme Q3 Pro là một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhá, màn hình AMOLED 120Hz, có vân tay bên trong màn hình và nó có loa ngoài là loa kép. Thêm nữa là sạc của nó khá là nhanh, hiệu năng của nó rất là tốt với con chip Dimensity 1100. Đấy, và mình nghĩ là Realme Q3 Pro là giờ nó phù hợp nhất đối với cả cái nhu cầu của bạn rồi. Còn lại thì bạn cũng có thể tham khảo qua một số những sản phẩm hàng cũ khác, ví dụ như là LG V50 hay là Samsung Galaxy Note 9 chắc phải hơn 6 triệu một chút đấy. Đấy. Thì cả hai sản phẩm đều là những sản phẩm chụp ảnh đẹp, màn hình AMOLED và có loa ngoài là loa kép. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.